giới thiệu với anh em con Yamaha dòng Raider phiên bản Ngọc Trinh này. Em của Ngọc Trinh là ngọc trong đá nha, má ơi em nó đẹp, đẹp hơn Ngọc Trinh nhiều. Ngọc Trinh thì xuống rồi, em này giờ đang nổi, trắng mút từ chân cho đến đầu. Dòng này mà để cho các em sáng sớm mà diện bộ đồ thể thao vô cà phê hay đi tập gym thì thôi rồi luôn. Cả chiếc xe Honda người ta không thèm nhòm, chứ đi chiếc xe này là người ta nhòm sái cổ hết. Đi cái SH là thường rồi đúng không, vô phần hồn tập gym mà đi cái SH vô dựng cái kịch là thường rồi, không ai dòm. Chứ đi cái này vô là người ta dòm liền. Đèn này đúng ra không phải của nó đâu, mình nghĩ không phải của nó. Nó là chỉ là một cái miếng thẹp để báo hiệu thôi, chá đèn thôi. Giờ mình sẽ chế tác một xíu là mình sẽ đưa cái đèn cảm ứng vô, nó mắc hơn chút. Nhưng mà vừa đi vừa chớp vừa báo hiệu vừa báo hiệu nó hay hơn. Cái này để là cho đẹp thôi chứ nó không có đèn đóm ở trong đây hết. Con này đúng ra phải đi cái đèn chớp vô đây đâu đúng đẹp. Nó sáng quá mà điện thoại nhận không kịp luôn á. Đấy. Ngọc Trinh cũng phải có ghẻ nha. Này những hộp ghẻ nè. Ổ khóa Raider. Dòng này là dòng khóa đuôi. Ba ga. Này mà thêm làm cái yên đặt cái yên mini nhỏ nhỏ gắn lên đây là đúng đẹp. Các bạn coi cốt yên của nó nè. Yên zin nha. Tăng giảm chiều cao. Mấy bạn nữ cao thấp gì có thể chạy được hết. Rồi thấp tè luôn rồi đó. Khóa lại. Hai miếng trắng bùn. Rồi ghét tên. Vàng trống của nó. Cái xe này cái gì nó cũng bự hết. Từ cái bánh, cái vỏ, cái trống, cái vỏ của nó nè. Niền nhôm. Đặc biệt nguyên con này bằng nhôm hết nha các bạn. Sườn nhôm, niền nhôm, ghi đông mông tăng nhôm. Đùm 3 số Shimano. Đây coi cái đùm của nó đây. vẫn là bố thắng bi, xài bằng bi, bấu bằng bi hết, không có xài bằng bố thắng kia giống như xe Honda đâu. Các bạn để ý cái lốc máy của nó đã ghê rồi, nguyên một khối nhôm còn mới cáo sàn luôn. Con này mà đưa được cho mình đi chắc 3 bữa chắc nó dơ thấy ớn luôn. Thanh niên đi không được đâu, này phụ nữ đi người ta kỹ. Đây, cục pin nó là cục pin để coi coi nó nhiêu đây. Còn 3 nấc đèn. Cục pin này là 8.1A. Nó sẽ đi kèm một cái đế sạc zin của nó. Xài điện 110. 110 gì cũng được. Mới cáo hết. Dàn cây giò đạp nhôm. Bàn đạp nhôm, giò đạp nhôm. Ôi ơi, nó trắng. Raider. Dây điện thì gọn gàng. Đây, những vết chày nhăm nhăm. Này cho bằng thiết, thiết chứ không có nhôm đâu. Nghe bốn tóc kiểu đó. Nó vỏ trước của nó các bạn. Niền nhôm. Bộ cảm ứng km đếm. Càng thắng Shimano. Raider. Rồi có vỏ của nó rồi các bạn ơi. Đèn led, 2 led. Đấy, có cái rổ của nó, cái này đựng nguyên con heo con còn được. Mình cũng chưa thấy cái rổ nào rổ zin nha, rổ zin Yamaha đàng hoàng nha, chứ không phải rổ chế rổ biến rồi rổ zin đó. Con này đựng nguyên heo con còn nổi luôn, cái rổ gì chà bá lửa luôn. Nhưng mà gắn vô nó ngầu, gắn vô nó hợp lý với chiếc xe. Chiếc xe này gì cũng to hết, cái rổ cũng đúng to luôn. Ủa cái dàn gai nữa kìa. Shimano. Rồi cái đùm trước nữa. Còn keng lắm nha các bạn ơi. Vẫn là bàn đạp vào đạp nhôm. Dè này chắc bằng thiết quá, không có bằng nhôm đâu. Còn rất liền luôn. Đây, nhất là sợi sơn của đây. Trong đây là cái bộ tăng sơn tự động nha. Đó, núp trong cái hốc này là cái bộ tăng sơn tự động. Khi mà sơn nó trùng rồi tự động nó tăng thôi. Raider. Con này nó lạ một cái điểm là có cục treo đồ. Ủa, nó có cục máng đồ nữa nè. Mà thấy nhìn xe cái gì nó cũng to hết. Vi đông mông tăng nè, nhôm nha các bạn. Ác cái là nó chày ngay cái điểm, ngay cái mặt tiền của người ta nè. Ác không? Thằng này nó cũng được có một cái là gọi là không có khóa chống đá cổ, hay không có khóa yên sau khóa cổ, mà nó khóa tay. Bộ khóa tay bấm vô là tự động nó khóa cổ. Khóa cổ rồi đó. Giờ bấm nè, mở cổ nè. Không phải như những thằng kia. Những thằng kia là mình gài khóa sau tự động khóa cổ. Nhưng mà riêng dòng này bấm vô, gài lại, buông ra, khóa cổ. Độc không? Đúng là máy Nhật ghê thiệt chứ. Công nhận hay. Bộ khóa cổ nằm đây. Mở cổ. Vẫn nguyên tắc của nó vẫn bình thường, không có gì khác hết ngoài cái bộ ba số 1, 2, 3 và cái bảng điều khiển của nó. Nó hiển thị phần trăm pin, km/h, đạp nhiều nó hiển thị ở đây. Cái này đèn, cái này là công tắc nguồn, cái này là tốc độ trợ lực. Và cũng như trong rất nhiều cái video nha, mình nói trước là mình sẽ không bao giờ bao km. Các bạn đừng hỏi là các bạn anh bán anh bao tôi bao nhiêu km. Tôi không bao giờ bao km hết. Tôi chỉ bảo đảm cục pin cho anh chị, tôi bảo hành cục pin cho anh chị thôi. Còn anh chị chạy tốc độ nào, tốc độ trợ lực nào tôi không quan tâm. Tôi gặp rất nhiều người khách rất là lạ lùng, cứ mở tốc độ trợ lực mạnh nhất, bắt cái đòi chạy 40 cây. Làm sao tôi bao được. Rồi một khi tôi test chiếc xe lại, tôi để chế độ auto 35-40 cây bình thường, vậy mà cũng tới để mà mang vốn. Bởi vậy tôi nói rồi, tôi không quản lý được anh em đi. Anh em chạy tốc độ nào, anh em giao xe chạy như thế nào tôi không quản lý được. Thì làm sao tôi có thể bao anh em chạy 40 cây, 50 cây, tôi không quản bao cái đó. Tôi chỉ bảo hành cục pin cho anh em, anh chị em thôi. Bao cục pin cho anh chị em thôi. Còn tốc độ, đoạn đường đi anh chị em tự quản lý. Tôi không thể nào đi theo sát anh chị để mà kiểm tra anh chị chạy ngày hôm nay chạy ở đâu, chạy tốc độ, vận tốc nào với cái chế độ nào. Đó là xin lỗi nó trước, để thà mất lòng trước đoạn lòng sau, khỏi mất công phiền phức về sau. Mua chiếc xe mà gây lộn nó không có vui. Mua chiếc xe là thằng đó nó bán dễ thương lắm, nó bảo hành ok lắm, chứ không phải mua chiếc xe là hằn học nhau. Không có được thì mình đến, không được là chia tay. Mua xe là chạy chiếc xe là nhớ tới cửa hàng đó nó bán ok đó, muốn giới thiệu tiếp đó. Mua xe là phải như vậy, nhìn chiếc xe là thích chứ không phải nhìn chiếc xe là hàng học trong người nó không vui, là không có vui đi, bực mình lắm. Ai cũng vậy thôi, cái đó tâm lý chung đó. Đâm ra mình nói trước là mình sẽ không bao km, không bao đoạn đường. Anh chị em chạy để kiểu gì đó chạy. Anh chị em muốn chạy đường xa, tốc độ đường xa thì đi cục pin lớn ra. Còn chiếc xe này hiện tại giờ nó đang 88.1, có anh chị rồi chạy 4-50 cây số thì làm sao nó kéo nổi, không làm sao kéo nổi. Muốn tốc độ lớn, muốn đi đường xa, cứ lấy cục pin lớn ra. Đó, phải rõ ràng từ lúc đầu. Anh chị em không có vui vẻ mà đến với nhau. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhiều anh chị em hỏi là chiếc xe này khi không có điện đóm, không có gì hết, nó chạy như thế nào, nhẹ không hay là dắt bộ hay sao đó. Đó, bây giờ hiện tại giờ mình đang tắt máy hết, máy móc mình tắt hết, hoàn toàn hết ha. Mình trả về số 1 rồi mình quay thử tay cho anh chị em các bạn coi nó nhẹ hay nặng. Khóa bánh rồi. Phải chìa khóa nó không cứng thế này à, nó cả cây câm, nó cả cây câm rồi. Bây giờ đạp với chế độ không có máy móc gì hết coi nó nhẹ không, thì anh chị em để cái tay mình coi nó nặng hay không. Có đâu, không hề nặng gì hết, rất là nhẹ nhàng. Cũng như vậy. Số 2 sẽ nặng tay hơn và tốc độ nó sẽ lao đi. chiếc xe nó sẽ lao đi. Và vẫn như đó, chế độ số 3, xe nó càng nặng nữa, chân nó sẽ càng nặng nhưng mà tốc độ nó sẽ càng lao đi. Thì anh chị em có thể chỉnh ở chế độ nào đó tùy anh chị em, muốn đạp nhẹ, trung bình với nặng cũng được. Rồi ngày hôm nay đi đường xa quá, thôi cho nó hỗ trợ, máy nó hỗ trợ mình xíu, mở tốc độ trợ lực lên, chạy chế độ auto. Một cục pin 8 chấm trở lên nó chạy ít nhất phải là 25 cây số. Mình không bao nhưng mà mình dám chắc điều đó, chạy ít nhất phải là 25 cây số chế độ ô tô, ít nhất nha các bạn. Bao rất là phiền phức. Nhiều anh chị em nói chuyện nghe nó đau lòng lắm, đâm ra mình phải rõ ràng từ lúc đầu hết đi. Đó, các bạn thấy không, quá đẹp con xe, nhìn cái thế nó không cũng đẹp. Trắng nõn nà. Những con xe này mà đưa thanh niên đi, thanh niên như tôi đi chắc 3 bữa nó dơ hầy. Đi phải kỹ xíu chiếc xe nó mới đẹp được. Rồi, thôi mọi thắc mắc, quên nữa, tất cả những phụ tùng cho chiếc xe này mình có thể cung cấp, như vỏ, ruột, bánh, pin, bọng, yên, rồi rổ, rá gì, nói chung là tất cả những phụ tùng cho chiếc xe này mình thể cung cấp được hết cho các bạn. Các bạn không phải quan tâm ở cái vỏ này mốt đi mòn rồi sao có không có chỗ thay chết luôn, không có, cung cấp đủ hết, vỏ, ruột, zin hết, sạc, pin, bọng gì cung cấp đủ hết nha các bạn. Các bạn cứ liên hệ Zalo với mình không trả lời, không có thời gian để trả lời trên các diễn đàn đâu. Anh chị em thông cảm xíu và add số Zalo mình nha, 0909 77 5445. Cứ nhắn qua Zalo, gọi Zalo không có tốn tiền, đâm ra anh chị đừng có sợ, đừng có ngại, cứ gọi mình tư vấn cho. Đọc lại 0909 77 5445. Rồi hẹn các bạn với anh chị em trong video tiếp theo nha.